Ngày xưa là như vậy nè, mình để dưới đây nè, cái tay của mình á là để dưới đây nè. Đó, mỗi lần mà thầy cô quay lên trên á, không mệt không? Chị Vani không biết là cái ngày 1 tháng 6 nó có ý nghĩa gì với các em hay không, nhưng mà riêng chị Vani nha, là từ nhỏ cho tới lúc mà chị Vani lấy chồng thì chị Vani mới hết nhận quà của 1 tháng 6. À, chúng ta lớn rồi, nhưng mà đối với bố mẹ chúng ta vẫn còn nhỏ lắm. Và nói tới cái chuyện 1 tháng 6 thì chị ngày hôm nay nha, chị Vani sẽ có một cái video clip để mà nhìn lại những cái món đồ ăn vặt ngày xưa của chị. Và chị Vani cũng sẽ ăn thử một số món đồ ăn vặt của các em bây giờ. Nói dông nói dài thì bây giờ thôi, mình sẽ bắt đầu tới với lại những món ăn tuổi thơ ngày xưa của chị trước đã nha. Đây chính là toàn bộ những cái món ăn vặt ngày xưa của chị. Còn thiếu nhiều lắm mấy em, nhưng mà tại vì chị Vani tìm không có thấy nữa, chị Vani sẽ nói trước những cái món mà nó rất là thân thuộc nha. Đầu tiên là bánh tráng. Bánh tráng sa tế này thì cấp 2 mới bắt đầu ăn. Đây, mì trẻ em, bậc phụ huynh nào hoặc là những anh chị của các em hay là cô chú của các em mà 8x 9x chắc chắn là sẽ biết cái món mì này. Đây, da heo chiên giòn, dạo gần đây thì nó mới có thôi. Thật ra nó còn nhiều món lắm, ví dụ như là xê, cái hộp kẹo xê nhỏ nhỏ, nói chung là đã lắm nhưng mà không biết chỗ nào bán hết. Cho nên là thôi, mình mua ba món này và ngày hôm nay mình sẽ ăn. Không biết là các em đã từng ăn cái món da heo này chưa, nhưng mà hả, cái món này ăn á rất là giòn luôn. Giòn rụm luôn á, thấy không? Cái này á, mà chấm với tương ớt nè, bao ngon luôn á. Nó sẽ có cay cay mặn mặn với tương ớt. $5 một bịch. Ngon. Hợp lý. Đây là món thứ hai nha. Thật ra cái món này ngày xưa là hả, giờ chơi nào cấp 1 chị Vani cũng mua luôn á. Hồi xưa lúc mà chị Vani học cấp 1, chị Vani nhớ là đã 1.000 rồi. Ủa? Ăn như hồi xưa. Trời ơi, hồi xưa nó giòn dữ lắm. Cũng có thể là cái bịch này nó bị cũ á, nó bị yếu yếu rồi. Hồi hương chị ăn vậy. Hồi hương ngon hơn. Hồi hương ngon hơn. Hồi nãy là cách ăn đầu tiên, đổ ra tay. Cách ăn thứ hai nè mấy em, cái ăn này sẽ không sợ bị rớt. Really nigga. Ngon. Ngon. Không ngon vậy thua. Tội buồn quá, buồn quá, thất vọng quá à. Mà buồn quá không ăn nữa. Món ăn thứ ba của chị, các em có biết không, ngày xưa chị Vani mua cái gói này nè, xong rồi chị Vani lên lớp ăn vụng. Trời ơi, ăn vụng bay chị Vani. Cái giờ ra chơi á, mình xuống mình mua mấy bịch, xong rồi cái bịch ở dưới mình xé sẵn ra. Đó, mình xé ra giống vậy nè. Xong rồi không phải là một người xé đâu, mà nguyên hội xé luôn. Mình sẽ bỏ sa tế, tại vì mình sợ bị dơ cái tay á. Mình để cái bịch sa tế vô, xong rồi sau đó mình bóp. Đó, thấy chưa, kinh nghiệm xịt sa tế. Xong rồi sau đó mình trộn cho sắp tới nó đều lên. Có lúc mà xếp hàng đi lên lớp á, là dò giấu. Ngày xưa là như vậy nè, mình để dưới đây nè, cái tay của mình á là để dưới đây nè. Đó, mỗi lần mà thầy cô quay lên trên á, không mệt không? Các em có ăn vậy không? Nếu như bạn nào ăn dụng là sẽ biết những cái này. Mình ăn dụng một hai lần thì cũng được, cho nó có tuổi thơ, cho nó có kỷ niệm, nhưng mà đừng có ăn dụng hàng ngày nha. Rồi xong sau đó cứ đi nói chị Vani chỉ thì chết tôi luôn á. Ăn cái bánh tráng này nó đã ngon rồi, mà ăn dụng nó còn ngon hơn nữa. Ngon. Cái bánh tráng này á là 1.000 chứ không có giá 500 đâu. Trời ơi, ngon. Đúng là hương vị tuổi thơ rồi đó. Mà không biết có ai ăn giống chị không? Chị toàn tìm những cái miếng bánh tráng mà nó có sa tế với lại nó có muối á, để ăn không à. Còn mình trộn dở, mình dò dò dở mấy miếng trắng trắng mình bỏ qua mình không ăn. Miếng cuối cùng nè, trước khi mình qua là những món ăn vặt của các em bây giờ. Đây chính là những cái món mà chị Vani nghĩ là các em ăn vào bây giờ. Thì chị Vani thấy được một cái việc đó là chính là các món ăn vặt bây giờ nó đa dạng vô cùng luôn, muôn màu muôn vẻ luôn. Và những cái món nó theo kiểu như theo trend á. Chị Vani thấy mọi người mua cái này ăn, nhưng mà chị Vani thật sự nhìn rất là sợ. Đây là viên kẹo liếc liếc đó đúng không? Trời ơi sợ quá, nhìn kiểu như là nguyên một con mắt bị lồi ra luôn á. Mà không biết cảm giác ăn cái này nó như thế nào. Chị Vani sẽ ăn thử cái này trước. Nhìn cái gì đâu, ăn cái gì đâu mà mình rùng rợn khủng khiếp cuộc đời quá vậy nè trời. Nhưng mà con mắt này đang nhìn mình á. Thơm nhưng mà thơm lắm. Ăn cái gì đâu mà mình rùng rợn khủng khiếp cuộc đời quá vậy nè trời. Thơm nhưng mà thơm lắm. Là thơm một xương gươm. Trời ơi, thấy ghê má ơi luôn á. Bây giờ mình phải ăn cái hướng này tới thì nó đỡ ghê hơn nè. Ngon. Rồi hơi ớn. Có cảm giác như mình nuốt con mắt của ai vô vậy trời. Này là kẹo chứ không phải là xương gươm.
thôi ăn nửa cái con mắt thôi, giờ cho có hương có hoa là được rồi. Món thứ hai chị Vani được mấy cái đứa em nó giới thiệu cho chị Vani cái này, đó là cục xúc xích mini. Cục xúc xích này là bà con dòng họ với lại chân gà, chân vịt tứ xuyên theo kiểu kiểu vậy. Mấy em có nghĩa là đồ có hương vị của Đài Loan. Tụi nó giống như là cái mùi của kẹo hồ lô á. Nó hơi cay cay mấy em. Mới cắn vô chị Vani có cảm giác nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà chị Vani không biết nó làm bằng cái gì. Cảm nhận của chị Vani là đang nhai giữa chừng nó mới có mấy cái gục gân, mà gân nhỏ nó rộp rộp. Nó không phải là gân đâu, không thể nào là gân được. Hoặc là các em thích thì nó không hợp với khẩu vị của chị lắm nha. Chắc là chị quá già rồi. Đây có món tiếp theo đây. Đây là món kẹo có vị trà sữa chân trâu nha. Đây, viên chân trâu. Nó là một cái bịch mà có rất là nhiều cái viên nhỏ. 2, 4. Thật ra nó có 6 viên thôi chứ không phải là rất nhiều. Nó là một cái bịch mà có rất là nhiều cái viên nhỏ. Thật ra nó có 6 viên thôi chứ không phải là rất nhiều. Một cái gói này là 20.000, 6 viên. Mời sang thử một viên. Hơi dính răng. Ngon nha. Cái cảm giác nó không có bị ớn cái miệng. Không, nói chung là chị bên này hơi ớn ớn mà chắc là bỏ vô ngon nha, hợp lý nha. Ngon. Cuối cùng là hai cái hộp này. Hai cái hộp này là chị Vani thấy là ở trên TikTok. Thì chị Vani nghĩ là chắc là cái gu của mấy em cũng là những cái món như thế này. Nó là bánh Oreo ở ngoài á. Xong rồi ngon. Ủa ngon quá vậy. Ngon quá à. Cái vỏ ngoài giòn giòn á, ngon á. Nó giống như là một cái kem ốc quế mấy em, mà phiên bản mini. Ở trên TikTok người ta cũng ăn nhiều dữ lắm. Dạo này chị Vani bị ghiền TikTok mấy đứa ơi. Trời ơi chết chị luôn á. Thời gian mà không có chơi với lại Nini con gái của chị á, thì chị Vani chơi để lướt TikTok thôi đó. Dễ thương dữ chèn. Nhưng mà nó không giống như trong cái hộp quảng cáo lắm ha. Cái miếng ở trên nè, và nó xen kẽ màu hồng đậm hồng lợt. Nhưng còn ở đây chỉ có một màu hồng duy nhất thôi. Ở trong nó giống kem thiệt, nó giống như là yogurt vậy em. Hợp lý nha. Ở trên thì nó màu hồng nhưng mà cắn xuống dưới thì nó là màu trắng em. Giống như là mùi vani rồi. Hai cái này hợp lý rồi. Cái này nữa, quá trời ngon. Còn mấy cái này hơi sợ nha em. Ngon quá. Chị Vani đã ăn xong các cái món của tuổi thơ chị Vani và các cái món của tuổi thơ của các em. Kết luận đó chính là ngày xưa những cái món ngày xưa của chị nó khá là đơn giản. Nhưng còn bây giờ đồ ăn của các em nó rất là chỉnh chu. Nó trang trí màu mè, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ á. Chưa là những cái này á thì các em sẽ không biết được là xuất xứ ở đâu đúng không? Cái thứ hai nữa là dường như những cái món ăn vặt ngày xưa của chị nó cũng đơn điệu hơn. Nhưng mà bây giờ những cái món của các em á thì nó sẽ được kết hợp với là nhiều thứ. Hương vị, màu sắc, rồi kiểu dáng, mẫu mã. Nhưng mà bây giờ rõ ràng đồ ăn vặt của các em ngon hơn đồ ăn vặt ngày xưa của chị nhiều. Nhưng mà chị vẫn thấy là cái món bánh tráng trộn, bánh tráng sa tế là một cái món thần thánh cho tuổi học trò luôn á. Cái món đó rất là phù hợp cho cái việc mà ăn dụng trong lớp. Ok, cảm ơn các em nhiều vì đã xem hết video đến giờ này. Nếu như mà các em muốn chị Vani ăn thử những cái món mới toanh của những cái món thế hệ của các em thì các em nhớ comment ở dưới nha. Cảm ơn nha. Còn bây giờ thì bye bye.